Mình là sinh viên trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa mới nhận được visa, cảm giác nó lâng lâng. Mình chọn Mỹ là tại vì cũng một phần là do mình có họ hàng bên Mỹ, có điều kiện chăm sóc mình. Rồi mình muốn đi du học thì muốn trau dồi thêm tiếng Anh. Tại thật ra mình muốn học trong môi trường quốc tế nên mình muốn học bên Mỹ để mà có môi trường năng động hơn. Qua đó mình học trường Coastline Community College ở bên Cali á. Tại vì trường của mình có cái tỷ lệ chuyển tiếp lên hệ thống UC với CSU cao á, nên mình chọn trường này. Chứ trường mình cũng khá là nhỏ, cũng khoảng 2.000 sinh viên thôi, nhưng mà mình thấy nó khá là phù hợp với mình. Quá trình làm hồ sơ của mình diễn ra nó khá là nhanh chóng. Y20 thì mình xin trong 2 tuần, 3 tuần là có. Rồi điền đơn, rồi đóng phí cũng nhanh lắm. Là mình làm bản chính sao y này nọ cũng ba mình làm hết mà cũng khoảng 1-2 ngày là có. Nên mà nó mới chính xác ra nguyên bộ hồ sơ của mình nó hoàn chỉnh thì tầm có 1 tháng hay là 3 tuần à. Nên khá là nhanh. Thì mình có chị Nhi hỗ trợ cho mình. Thì chị cũng đối với mình chị khá là dịu dàng, dễ thương. Chị cũng hỗ trợ khá là tận tâm. Rồi mình có, thật ra thì mình có đi học phỏng vấn ở dưới với anh Khôi. Thật ra thì mấy câu hỏi đó thì mình cũng tự soạn rồi lên anh đó sửa lại cho mình, rồi cũng giúp mình tìm thầy thông tin ở trên trường. Mình cũng có học một buổi phỏng vấn với anh Bảo Anh, thì anh đó kiểu như là kích động tinh thần lên cho mình đó, để mình tự tin khi vào bước vào cuộc phỏng vấn. Kêu là mình không có được sợ khi mà bước vào đó, rồi mình phải tự tin về bản thân mình, rồi nói chung là các bạn đều phải tự tin về bản thân mình thì mình mới có thể có cơ hội mình đậu visa. Sau cái buổi học phỏng vấn thì hồi trước thì mình hoang mang lắm, mình không biết trong đó ra sao á, thì anh Bảo Anh thì cũng thể hiện nói rõ chi tiết là vô đó là có quá trình thế nào, rồi mình hiểu rõ hơn, rồi mình tự tin hơn thôi, mình không có lo lắng về cái quá trình phỏng vấn. Mình biết cái dịch vụ của Tân Đại Dương thì mình cũng search trên mạng, rồi mình cũng coi các thông tin á, thì thấy thông tin của Tân Đại Dương là có nhiều, rồi mình cũng thấy cũng uy tín nên mình cũng chọn ở đây mình làm. Nói chung là mình thấy là các anh chị khá là tận tâm, cũng nhanh chóng. Làm hồ sơ của mình khá là nhanh, kỹ, sắp xếp hồ sơ cho mình rồi đúng đàng hoàng lắm. Mình nói chung là mình, nhiệm vụ của mình là chỉ có cầm hồ sơ và đi phỏng vấn thôi, còn lại các anh chị lo. Có visa rồi hả? Thật ra mình có lời khuyên với các bạn là cái việc phỏng vấn đó là các bạn có thoải mái tự các bạn có thoải mái tự tin vào cái việc phỏng vấn đi. Và sau khi các bạn có được visa thì các bạn cũng chuẩn bị tinh thần để mà mình đi du học thôi. Thật ra là câu hỏi của lãnh sự là nó sẽ hỏi họ thường họ hỏi nhiều, họ hỏi rất là nhanh để coi cái tốc độ phản xạ của mình ra sao, để mà xem mình có nói đúng sự thật hay không. Thì nhiều khi á, các bạn cũng đừng có lo lắng, nếu mà trình độ tiếng Anh các bạn không có tốt thì các bạn có, thứ nhất thì các bạn vẫn cố gắng trả lời bằng tiếng Anh, còn nếu không thì các bạn cứ trả lời bằng tiếng Việt đại luôn, thì họ nghe thì họ sẽ ghi nhận lại câu trả lời của mình. Mình chúc các bạn có buổi phỏng vấn thật là tốt đẹp, với một cái tâm trạng thoải mái, tự tin và chiến thắng.